bốn loại hạt là tứ đại bổ dưỡng tăng cường sức khỏe gan thận đường ruột chấm bốn loại hạt này rất quen thuộc với người việt ít ai biết rằng chúng cũng là những vị thuốc có tác dụng ngăn ngừa ung thư tăng cường sức khỏe chấm một hạt sen hạt sen là một loại hạt thơm ngon và bổ dưỡng đồng thời cũng là một vị thuốc quý rất tốt cho sức khỏe con người bên cạnh công dụng an thần thư giãn đầu óc giúp ngủ sâu như nhiều nhiều người đã biết hạt sen còn giúp ức chế các tế bào ung thư hiệu quả một số nghiên cứu cho thấy thường xuyên dùng tâm sen có thể hỗ trợ chữa bệnh ung thư phổ vì nó chứa hoạt chất neferin giúp ức chế tế bào ung thư lây lan rộng. Không chỉ vậy, một loại chất đặc biệt trong hạt sen còn khống chế ung thư mũi, họng, ung thư tử cung. Người bị ung thư phổi nhiệt thấp, ho khan nên ăn nhiều hạt sen. Trong đông y, hạt sen tính bằng, vị ngọt, có tác dụng dưỡng tim, ích thận, khỏe tỳ. Có hai loại hạt sen là hạt sen trắng và hạt sen đỏ. Mặc dù hạt sen đỏ cứng hơn nhưng bổ thận, dưỡng huyết tốt hơn. Hạt sen trắng mềm hơn giúp bổ tìm mạnh hơn. Vì vậy, tùy vào nhu cầu mà mọi người lựa chọn loại hạt sen phù hợp cho sức khỏe. 2. Hạt rẻ. Hạt rẻ có hương vị béo bùi và thơm ngon nên được nhiều người yêu thích. Đông y cho rằng hạt rẻ là hạt đệ nhất bổ thận, hoạt huyết. Hạt rẻ có vị ngọt tính ôn, có tác dụng bổ tỳ kiện vị, bổ thận cứng gân, trị bệnh đau lưng mỏi gối đi tiểu nhiều do thận hư thành phần hoạt chất chính trong hạt rẻ là aescin có tác dụng cải thiện sức khỏe tính mạch và chống viêm nhờ vậy mà hạt rẻ giúp làm giảm đáng kể sự phát triển của tế bào khối u trong một số bệnh ung thư như ung thư gan bệnh bạch cầu và đa u tùy nghiên cứu cũng cho thấy aescin có thể tiêu diệt các bế bào ung thư trong ung thư tuyến tụy và ung thư phổi hạt rẻ cũng chứa nhiều vitamin c tốt cho cơ thể nó được xem như chất chống oxy hóa giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do có hại Tuy nhiên, nếu ăn hạt rẻ không đúng cách sẽ gây hại. Người cao tuổi và trẻ nhỏ nên hạn chế ăn vì người già chức năng tiêu hóa sẽ suy giảm. Ăn nhiều có thể dẫn đến đau bụng, khó tiêu, hóc nghẹn, tổn thương tỳ vị. Trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện ăn quá nhiều sẽ đau bụng. Người có vấn đề về dạ dày cũng nên hạn chế ăn hạt rẻ vì ăn nhiều sẽ kích thích dạ dày sản sinh nhiều axit, khiến cho dạ dày làm việc quá sức và có thể gây ra xuất huyết dạ dày khi ăn hạt rẻ không nên kết hợp với thịt cừu, đậu phụ, thịt bò hay ăn cùng hạnh nhân vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chấm ba. Hạnh nhân Hạt hạnh nhân có tác dụng ngăn ngừa ung thư vượt trội. Một số nghiên cứu cho thấy gamma tocopherol một dạng của vitamin E trong hạnh nhân có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, chống tác gốc tự do và oxy hóa liên quan đến ung thư. Ăn hạt hạnh nhân có thể mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe các axit béo không máu hòa đơn lành mạnh và chất chống oxy hóa có tác dụng hỗ trợ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa các yếu tố của bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, ăn hạnh nhân giúp tăng cường sức khỏe đường ruột bằng cách thúc đẩy sự phát triển của các chủng vi khuẩn có lợi. Trong hạnh nhân còn có probiotic giúp tiêu hóa giải độc và phát triển vi khuẩn lành mạnh trong hệ vi sinh đường ruột. Hạnh nhân giàu vitamin E nên tốt cho gan, giúp cơ thể chống lại gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, các loại khoáng chất vi lượng như magie, phốt pho trong hạnh nhân còn giúp bảo vệ, duy trì răng và xương luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên, cần tránh lạm dụng hạnh nhân vì có thể dẫn đến tác dụng không mong muốn. Các chuyên gia cho biết, chỉ nên duy trì ăn 4 hạt hạnh nhân mỗi ngày chấm 4. Hạt khiếm thực, đây là tên thuốc trong y học cổ truyền lấy từ củ của cây hoa súng. Loại hạt này rất tốt cho sức khỏe, là một trong những dược liệu cao cấp, được mệnh danh là sâm nước. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, khiếm thực có vị ngọt, tính bình giúp bổ thận bổ tỳ vị cầm tiêu chảy khử ẩm tác dụng bổ thận tráng dương của khiếm thực thậm chí còn mạnh hơn khoai mỡ tác dụng khử ẩm tốt hơn đậu đỏ tác dụng an thần mạnh hơn hạt sen hạt khiếm thực có thể tăng cường chức năng hấp thu của ruột non cải thiện tốc độ bài tiết si lâu trong nước tiểu và tăng nồng độ caroten trong huyết thanh thí nghiệm cho thấy sự gia tăng nồng độ caroten trong huyết thanh có thể làm giảm tỷ lệ mắc ung thư phổi và ung thư dạ dày đồng thời giảm khả năng xuất hiện bệnh ung thư nói chung. Khiếm thực chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đồng thời có tác dụng ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời. Nhưng không nên lạm dụng quá nhiều loại hạt này vì chúng có thể gây chứng khó tiêu và không tốt cho tỷ vị.